Mấy con vật này nó cứ ở trong chuồng suốt, nó không có ra ngoài, không có gì chơi hết. Tôi lấy cái khăn tôi chế cái võng cho tụi nó nằm, tưởng đâu tụi nó sợ. Ai già nguyên đám bốn đứa nằm giỡn hoài không chịu xuống luôn. Đúng là con nhà quê, thấy cái gì cũng khoái, thấy gì cũng ham hết trơn. Nhưng mà ngặt nổi không chịu bước ra ngoài, ở trong chuồng không. Bây giờ có đồ chơi gì cứ việc để ở trong chuồng, tụi nó chơi xả láng luôn, 24/24. Cái mùa dịch này, ngay cái thời giãn cách xã hội, không có mua được cái gì để chơi hết trơn. Chỉ có khi nào rảnh rảnh thì làm thủ công ba cái đồ chơi này nè. Mà công nhận bốn đứa mày sinh ra trong cái thời điểm hay thiệt. Bây giờ đồ chơi của mấy đứa này đa số là đồ làm bằng tay, đồ tự chế ra, hoặc là nó chơi lại những cái đồ cũ của bầy con khế hồi xưa. Nhưng mà rất tiếc, những cái đồ chơi cũ của con khế hồi xưa bây giờ nó băm chành hết trơn rồi. Lấy ra thì nó mớp méo, nó hư này, nó mất cái kia không à. Đa số thành phế liệu hết trơn, quăng ở trong nhà kho đó. Giờ tôi vô tôi kiếm lại ha, trời ơi không có cái nào mà xài được hết trơn. Nó thấy ghê à, nó què, nó sức tựa lưa hết trơn. Thường thường mấy con mèo con nó khoái dọc phá đồ chơi lắm. Mà những cái con mà nó được ở ngoài tự do đó, nó chạy ra sân, chạy chỗ này chỗ kia, nó sẽ ít để ý đồ chơi hơn. Còn những đứa ở trong chuồng như vậy nè, nó thấy đồ chơi giống như thấy vàng hay thấy trúng số vậy đó. Cái chuồng để sẵn khay đồ ăn nước uống với thao cát luôn. Mấy đứa này nó chưa có ị nha, mẹ nó vẫn còn liếm cho tụi nó, chưa đứa nào ị hết trơn á. Nhưng mà tụi nó biết bò lên thao cát dọc cát rồi nha. Biết dọc cát, biết bơi cát thì sau này nó ị nó sẽ bơi trong này luôn. Tại vì để sẵn cái thao cho tụi nó thành cái thói quen trước. Còn tự ăn ở trong chén thì con đại ca với con miêu là biết ăn. Con vui với con quạo còn lộng cộng lắm, còn rất là ngáo. Bữa nay cho ăn để ở trong khay, còn con vui với con quạo thì mình phải gãi đầy ở dưới đất tụi nó mới ăn được. Chứ đút cái mỏ vô cái khay chưa biết làm nữa, lúc được lúc không, ăn chậm gì à. À còn khay thúi mọi người coi, cái ánh mắt của nó dòm kìa, nó đang để ý. À cái giỏng này văng vậy đó ha, để họ ta bắt chước tao văng giỏng hay sao. Cái con này mà nó văng giỏng được thiệt á, tôi sẽ kêu nó là sư phụ. Rồi trả lại cái nôi tụi bay nè, hồi nãy văng giỏng là phải gom đồ cái hết trơn mới đưa mới giải vô mà văng được đó. Vừa có giỏng, vừa có chỗ nằm, vừa có thao cát, vừa có khay đồ ăn. Cái chuồng này là đầy đủ tiện nghi hết trơn. Nè coi nè, ba đứa nằm trong cái giỏng, bốn đứa vô nằm là chật cứng luôn mà vẫn vô nằm được. Vô leo ra đó đó, con khế nó vô nó dòm, chắc nó đang nghiên cứu đó bà con. Cái con khế thúi này không biết kiếp trước nó có phải là nhà khảo cổ hay là nhà bắt học gì không, thấy cái gì cũng dòm ngó rồi bắt chước làm theo. Cái giọng này mày mà văn được, mày cho mèo con nằm được, tao sẽ kêu mày là sư phụ, tao sẽ làm lễ bái sư long trọng luôn. Sao trời, cái mặt này cũng gian quá trời. Rồi để coi bữa nay với ngày mai con có biến gì không. Từ khi nuôi con khế này là tôi không có dám để đồ bậy luôn á mọi người. Ít gì á tôi để trong phòng của tôi thôi, chứ tôi không có dám qua cái phòng mèo này mà để bậy luôn. Bữa hổm ha, tôi vô tôi lột gà cho tụi nó ăn, tôi để chiếc nhẫn ở trên bàn. Nó tha chiếc nhẫn của tôi á mọi người, hên là tôi phát hiện kịp đó. Nó tha ra ngoài sau giường, nó muốn chôn lại luôn. Không biết nó chôn lại làm gì, nó tới ông nội nó hay gì nữa. Nó khoái chiếc nhẫn màu xanh của tôi lắm. Con người ta là khoái nhẫn kim cương hộp sòn phải không? Mà nhẫn kim cương hộp sòn thì nó có màu trắng long lanh. Còn con khế này, cái gu của nó ngộ lắm. Hộp sòn thì nó không khoái đâu. Nó khoái chiếc nhẫn làm bằng đá, mà màu xanh mới chịu. Nó thích chiếc nhẫn màu xanh của tôi dữ lắm luôn. Tôi mà quên tôi để chiếc nhẫn đó ở đâu ha. Nó mà thấy được, một là tha đem giấu, hai là tha đem đi chơi. Nó thích dữ lắm. Rồi tới con giò nhiều chuyện. Nó coi coi bữa nay mấy đứa này có gì chơi vui dữ người ta. À con giòi này hồi nhỏ khoái chơi đồ chơi lắm nha. Lớn lên cũng vẫn khoái. Chắc thấy có gì hay ho đây. Mà dù sao mấy cái đồ chơi này của mèo con nha. Gặp mấy cái đồ chơi này mà của con khế hay nhọn, nãy giờ con giòi nó nhảy lên nó nằm rồi. Nhưng mà con giòi này mới sướng nè nha. Hồi đó con giòi nó mới lớn, nó chơi biết bao nhiêu đồ chơi luôn. Mua nhóc đồ chơi cho nó, nó không có như mấy đứa này đâu. Đại ca với miêu nè, nó sinh ngay mùa dịch thì phải chịu thôi, có gì chơi đó. Còn riêng con khế thúi á, cái môn gì nó cũng chơi được hết trơn. Không biết bốn đứa này sau này có giống khế thúi hay không. Đồ chơi của mèo cũng chơi được, đồ của người cũng lấy giấu cho được, cũng muốn xài. Ừ, con khế nó khoái chiếc nhẫn màu xanh đúng không. Thấy vậy á, tôi mới mua cho nó một cục đá màu xanh cho nó chơi. Vậy mà nó chơi con ngày nó chán nó bỏ rồi, nó cứ me chiếc nhẫn của tôi hoài luôn. Mà nhẫn tôi đang đeo mà nó cứ me nó giấu hoài. Nó chứ nhiều khi tôi bất lực với con khế thúi này lắm. Tôi sợ nhất là cái vụ giấu đồ của nó đó. Cũng hên là có chỗ riêng cho tụi nó ở đó, chứ gặp nó mà sống ngay cái chỗ mà tôi sinh hoạt đó, cái giường ngủ của tôi phải không. Tôi cho nó vô phòng ngủ, ở trên bàn tôi để bất cứ cái gì, từ chai dầu, cây viết hay bất cứ cái gì linh tinh. Sáng hôm sau tôi thức dậy thì tôi thấy những cái gì ở trên bàn á mà nó tha được á đều nằm ở trên giường của tôi hết trơn.
chai dầu, cây dép, USB, cái ốp lưng, cọng chổi, nó đầy trên giường tôi hết trơn luôn. Nhiều khi nó tha cái biên lai nó để trên đầu tôi mà tôi không hay luôn á. Nếu như mấy đứa này mà nó giống khế thú nó cũng khôn, nhưng mà nuôi rất là mệt nha. Phải có nhà riêng cho tụi nó ở nha. Không có là đuối lắm đó, không có là mất đồ ghiền luôn. Nhưng mà tôi ghét nhất chỗ này nè. Cái túi sách của tôi mà quên kéo cái khóa lại, nó chui vô nó bươi hết trơn đồ trong túi sách ra. Nó tha cái gì nó không tha. Nó kiếm ngay cái chứng minh nhân dân hay là cái miếng băng vệ sinh, nó tha đi vòng vòng. Cái miếng băng vệ sinh miếng mới chứ không phải miếng Sài Gòn nha, miếng mới dự trữ sẵn trong bị đó. Nó tha đi vòng vòng vậy đó. Mà gặp người nào thấy chắc đội quần thiệt chứ con này luôn á. Còn chứng minh nhân dân thì nó không tha đi vòng vòng. Chứng minh nhân dân nó tha nó đem giấu thường xuyên. Tôi đã mất 3 lần chứng minh nhân dân vì con Khế đó. Nó giấu xong là kiếm không có ra. Mà đi công chuyện thì phải làm chứng minh nhân dân liền. Làm lại xong tháng sau kiếm có. Rồi mọi chuyện nó cứ tiếp diễn vậy hoài đó. Tôi chửi nó, tôi cho nó ăn đòn. Mà dẫn chứng nào tập nấy. Thôi cái mặt nó dày quá thôi chứ sao giờ. Cái con khế thúi này nè, nó thích làm cái gì là nó làm à. Chứ nó đánh nó không sợ đâu, chửi nó cũng không sợ đâu. Nhưng mà mình nói thì nó nghe nha. Còn cái chuyện này mới vui nè. Thường mấy con mèo khác đó, mỗi lần nó làm sai cái gì hay nó ăn cắp đồ đó, mình la nó một cái thì nó sẽ bỏ chạy đúng không. Còn con khế này ngược lại. Mỗi lần tôi thấy nó lục cái bị của tôi hét nó một cái, tôi giơ cái tay lên tôi hàm đánh nó đó. Mọi người biết nó làm gì không? Nó bước lại gần mình từ từ, nó cúi cái đầu xuống, nó nằm lại. Ý làm như là ừ ta biết lỗi rồi, thôi đánh đánh đi. Nó không có chạy đâu. Con khế nó ngược lại với những con mèo khác nha. Chờ khi nào nó lục cái bị tôi đi, và tôi la nó, mọi người coi, mắc cười lắm. Nó biết nó lục cái bị của mình là nó đang làm chuyện lén lút đó. Nó thấy mình la nó cái nó giật mình, nó rút cái tay ra. Nó lùi lại, nó lẻn lẻn lại, nó nằm kế mình. Cái kiểu giống như là phạm tội rồi muốn đi tự thú gì đó. À đúng rồi, tự thú, chứ không có bỏ chạy với những con khác. Không ngờ tôi nuôi nhầm một con mèo yêu quái. Trời ơi, cái giọng người ta, nó lấy tay heo của nó đè lên. Rồi cái giọng nó thụng xuống dưới luôn, hết nằm luôn. Cái nhà này không phải một mình tôi bị con khế, mà bất cứ con nào nó có đồ đạc, đồ xài gì cũng phải qua tay Khế hết trơn á. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ này quá. Nó không hiểu sao nó có hai người mẹ nữa. Cái con này nó mặt dày thiệt. Nó chơi đồ chơi của mèo con xong, nó bay ra nó làm mẹ cho mèo con luôn. Tôi nuôi mèo cả chục năm trời, tôi chưa từng thấy cái trường hợp nào như cái trường hợp của con Khế thúi này.